Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Là đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được thần tài ban lộc, tiền bạc ùa về, làm ăn đắc thắng, trăm tỷ cầm tay, giàu có tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn xác, vận trình tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, gặp thời đổi vận, số mệnh giàu sang, vận may bùng nổ, trúng số phát tài, tiền vàng nhét chật két trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 thân mến, đời người là một chuỗi dài lựa chọn, mỗi ngày chúng ta phải đối mặt với những mối lo lắng về cơm áo gạo tiền, hay các mối quan hệ xung quanh, cuộc sống bận rộn, hối hả và khắc nghiệt, khiến nội tâm chúng ta thường xuyên mệt mỏi, bất lực và cả sợ hãi. Như quý khán giả đã biết, mỗi chúng ta đều có một số mệnh, và số mệnh của mỗi người lại là khác nhau. Có người cả đời sống trong nghèo khó, vất vả. Có những người cố gắng nhiều, nhưng thu hoạch được chẳng là bao. Song lại có những người sinh ra, đã được hưởng phúc sung sướng, rất ít khi phải âu lo. Nhưng quý khán giả thân mến, chúng ta đừng vội vàng từ bỏ khi bạn gặp liên tiếp khó khăn này đến khó khăn khác. Bởi nếu bạn không đối mặt với chúng, thì làm sao bạn biết được điều tốt đẹp nào đang chờ đợi bạn ở phía trước. Theo thông tin mới nhất từ giới tử vi học luận giải, trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 sẽ công thành danh toại. Cuộc sống được nâng lên một tầm cao mới, không những có thể tạo dựng sự nghiệp vững chắc, ổn định, mà còn có thể tạo dựng được gia đình ấm no, sung túc. Sau tất cả, từ trung vận trở đi, con giáp này có trong tay tất cả, chỉ việc an nhàn, hưởng thụ cuộc sống viên mãn. Để biết được vận trình cụ thể chi tiết trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch của tuổi Giáp Thìn diễn biến ra sao, thì xin mời quý khán giả cùng theo dõi video ngay sau đây. Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch của con giáp tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh qua tính cách người tuổi Giáp Thìn 1964 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Trời sinh Giáp Thìn là người chính trực, cương nghị, luôn đứng về phía lẽ phải. Tuy nhiên, đôi lúc họ có chút bất mãn với thời cuộc, không hài lòng với những bất công trong xã hội. Người này không có duyên bạn bè, bạn ít, mà hầu hết đều là những người chỉ chung vui, chứ không cùng chịu khổ. Tính cách của Giáp Thìn hoạt bát, sôi nổi, nhưng trái lại cũng không kém phần nhạy cảm và tinh tế. Giáp Thìn là người chính trực, vô tư, nghiêm khắc với bản thân, đòi hỏi cao với bạn bè, công tư phân minh, không vì lợi lộc mà bán rẻ lương tâm. Họ không khéo trong chuyện xã giao, cũng không biết làm màu nịnh bợ. Người này luôn ôm trong mình hào khí ngất trời, lý tưởng cao xa, tài năng hơn người, khiến họ dễ dàng giành được thành công trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa. Chỉ cần cố gắng và giữ nghị lực thì thành công không nằm ngoài tầm tay họ. Bề ngoài có vẻ chững chạc, trưởng thành, nhưng nội tâm họ vẫn giữ nét ngây thơ, trong sáng của trẻ thơ. Bản tính vui vẻ, lạc quan, cũng rất thích hài hước. Có thể nói đây là người mang tổng thể phức tạp, với nhiều mâu thuẫn đối lập. Vừa tài hoa lại vừa ngây ngô, vừa chăm chỉ, lại vừa hay than thở, vừa vui vẻ, lại buồn ngay được. Song nói chung thì họ là người có thể tin cậy được. Giáp Thìn là người thông minh, hoạt bát, ngay thẳng và cứng rắn. Họ luôn ngập tràn sức mạnh và năng lượng, là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực và hơi kiêu ngạo. Họ là những người thông minh sắc sảo, có tài ăn nói và có giác quan nhạy bén, nên rất dễ thành công trong lĩnh vực kinh doanh.
Người tuổi Giáp Thìn sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười niềm vui, niềm hạnh phúc cho người khác. Bởi vậy, Giáp Thìn có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến. Giáp Thìn mệnh quả lương thiện, dễ cảm thông, dễ mũi lòng. Đây là bản tính của họ chứ hoàn toàn không có chút gì giả tạo. Tuy họ luôn có mong muốn lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nhưng tính cách không rõ ràng nên cuộc sống của họ khá bình yên. Thực ra, người này chỉ cần cố gắng chăm chỉ thì với tố chất của mình, họ hoàn toàn có thể trở thành lãnh đạo, quản lý xuất sắc, có quyền lực trong tay, đủ sức tạo phúc cho nhân dân. Tuổi Giáp Thìn nam mệnh có tính cách thay đổi khá nhanh. Họ là những con người say mê quyền lực, khá ngông cuồng và kiêu ngạo. Tuy nhiên, những người này lại gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy ngông cuồng, kiêu ngạo, nhưng họ lại sở hữu một tính cách dị tha, khoan dung. Lúc nào họ cũng tràn đầy sinh lực. Đối với họ thì một cuộc sống đa sắc màu rực rỡ mới là một cuộc sống đáng để hưởng thụ. Người tuổi này cũng có những tính xấu, đó là hay muốn gây sự chú ý, thích coi mình là trung tâm, đòi hỏi vô độ từ những người khác mà không cần lý lẽ, và có những suy nghĩ khá lạ đời. Người tuổi Giáp Thìn thường gặp những trắc trở nho nhỏ trong thời thơ ấu. Từ nhỏ, bạn đã yêu cầu quá nhiều ở những người thân, cho nên hoàn cảnh xung quanh không mấy hoàn hảo đối với bạn. Mặt khác, cá tính độc lập sẽ khiến bạn gặp nhiều phiền toái không cần thiết. Khi đến thời trung niên, vì bạn luôn muốn nổi bật trong đám đông, như vậy thường khiến người ta ghen ghét, đố kỵ, gây ra nhiều rắc rối và hiểu lầm. Bạn nên chú ý điều tiết mối quan hệ với những người xung quanh, có nhiều chuyện cũng nên hỏi ý kiến người khác. Nhưng khi về già, tuổi Giáp Thìn thường rất vui vẻ, gặp mọi sự thuận lợi, có thể nói là muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Giáp Thìn vốn thông minh, lanh lợi bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát tinh tế. Bởi vậy, họ không mấy vất vả khi quản lý kinh tế, tài vụ. Có điều tuy họ biết cách quản lý tiền bạc, nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý. Hơn nữa, thông thường đối với họ, tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều bạn mong muốn duy nhất là thực hiện được ước mơ của bản thân. Quan điểm về tài lợi của họ quả chính xác và sáng suốt. Nếu có thể hài hòa giữa hiện thực và lý tưởng, nếu có thể coi theo đuổi tiền bạc cũng là một phần của cuộc sống, Giáp Thìn có khả năng trở thành đại phú. Nhưng với tính cách của họ, nếu thu nhập nhiều, nghĩa là chi tiêu cũng lớn. Cho nên, nếu muốn dành dụm tiền một cách có kế hoạch, thì hãy đầu tư vào bất động sản hoặc cổ phiếu để gia tăng và giữ gìn tài sản. Lòng tự tôn cao thúc đẩy họ có lý tưởng hơn người. Nếu phân tích kỹ, lòng tự tôn ấy thì thường chỉ để thỏa mãn sự say mê, hư danh mà thôi. Dù Giáp Thìn có thể kiếm được ra rất nhiều tiền, song cũng chỉ nhằm chứng minh bạn tài giỏi hơn người mà thôi. Vì vậy, bạn chớ ấp ủ ý định làm giàu nhanh chóng bằng cách đi đầu cơ hoặc đánh bạc. Nếu không, bạn sẽ luôn luôn bị thiệt thòi. Những người tuổi Giáp Thìn thổi nhỏ khá hiếu động, tinh nghịch, ham chơi. Khi lớn lên, khả năng giao tiếp ngày càng được cải thiện. Điều đó giúp cho họ dễ dàng nổi bật trước đám đông, tạo dựng nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, có một số người lại cho rằng tuổi Giáp Thìn phô trương, tự tin một cách thái quá. Tuổi Giáp Thìn làm việc rất chăm chỉ để vươn tới một cuộc sống sung sướng, giàu sang. Họ giỏi trong việc kiếm tiền và luôn có kế hoạch dành dụm cho tương lai của mình. Những người này làm việc không chỉ vì mục đích kiếm tiền, điều quan trọng nhất là họ được sống với đam mê, sở thích của mình. Nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên để phát triển bản thân mà Giáp Thìn thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ không bao giờ sợ hãi, lùi bước trước khó khăn. Ngược lại, Giáp Thìn xem đó như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Giáp Thìn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những đam mê của mình. Họ hăng say làm việc và luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng. Không ít tuổi Giáp Thìn chưa đến 40 là đã có tất cả. Nhìn chung, một khi Giáp Thìn đã bắt tay làm việc gì thì sẽ tạo được thành quả ngoài mong đợi. Càng lớn tuổi, Giáp Thìn càng được quý nhân phù trợ nhiều, ngày càng giàu có, sung túc, sống cuộc đời viên mãn. Tuổi Giáp Thìn nữ mệnh rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp. Với vẻ ngoài thanh lịch, họ dễ tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh, đặc biệt là người khác giới. Nụ cười luôn rạng ngời trên môi và ánh mắt thân thiện cũng là ưu thế của họ trong giao tiếp. Người tuổi Giáp Thìn sống bao dung, chân thành. Vì vậy,
bạn bè người thân luôn tìm đến họ để sẻ chia nỗi niềm tâm sự. Nhưng tuổi Giáp Thìn lại giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng đến công việc chung. Họ dễ nóng giận và cũng dễ tha thứ cho người khác, không bao giờ ôm thù hận trong lòng. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán. Tuổi Giáp Thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá sẽ như một con dao hai mặt. Nếu chủ quan, con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào. Phụ nữ tuổi Giáp Thìn luôn đấu tranh để tìm được sự bình đẳng trong cuộc sống. Họ thích làm việc thiện và kêu gọi mọi người xung quanh gia nhập vào những tổ chức từ thiện, ủng hộ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Họ là những cô nàng thoải mái, năng động, hòa đồng với mọi người xung quanh. Họ giản dị trong cả phong cách, ăn mặc không quá cầu kỳ. Đó là lý do tại sao bạn sẽ luôn thấy hình ảnh cô nàng tuổi Giáp Thìn với những bộ trang phục đơn giản, thoải mái, chứ không phải những bộ giấy áo sexy. Phụ nữ tuổi này trong bề ngoài thì có vẻ rất cứng rắn, kiên quyết, nhưng nội tâm khá hiền lành và mềm mỏng, nhân hậu, đôi lúc đa sầu, đa cảm. Họ cũng có lúc để lộ sự cố gắng, gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, để lên dây cót tinh thần, nhưng ẩn bên trong lại khác. Nhìn lại quãng đường mà Giáp Thìn đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Giáp Thìn mới mưu cầu thành công, thành tựu, vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ. Muốn làm cho hết bản năng của mình nên Giáp Thìn mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Giáp Thìn mới cố vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Giáp Thìn vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít, chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Giáp Thìn cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lãng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Giáp Thìn sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Giáp Thìn dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Giáp Thìn ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi dương mình tới những thành công mới sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Giáp Thìn có thể đổ tại giận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Giáp Thìn cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Giáp Thìn luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Giáp Thìn giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cẩu thả, nông nổi, bột chột. Bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Giáp Thìn như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì những nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Giáp Thìn là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán. Không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác, đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài. Danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu.
Giới giáp thìn, đó lại là một loại thông dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló rạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững trí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc, đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân. Tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biến nhát, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Di xin mời quý khán giả hãy cùng đến với phần luận giải nội dung chi tiết vận trình tử vi trên các phương diện chính của cuộc sống. Cho con giáp tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch, cụ thể vận trình như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Giáp Thìn có những bước tiến đáng kể trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch này, dưới sự nâng đỡ của cục diện tam hợp. Thời điểm này, bạn có cơ hội gặp được những người đồng nghiệp, cấp trên tốt, đối phương sẵn sàng cho bạn những kinh nghiệm quý giá, góp ý cho bạn những vấn đề còn tồn tại, để bạn tiến bộ nhanh chóng hơn. Vì thế, theo tử vi 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch cho thấy, trong mọi tình huống, con giáp này hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn và cầu thị, quá trình lắng nghe sẽ giúp bạn tích lũy được nhiều kiến thức quý giá. Việc lập kế hoạch làm việc cần căn cứ vào tình hình thực tế, không nên ảo tưởng vào khả năng của mình hoặc lý tưởng quá mọi việc. Chỉ khi đưa ra những mục tiêu cụ thể và đúng đắn, bạn mới có động lực để thực hiện và đạt được kết quả cao. Tuy nhiên, tháng này, bản mệnh vẫn phải chú ý đến những tác động xấu do nguyệt lệnh lâm tử và ngũ quỷ đem lại. Tiểu nhân vẫn luôn nhăm nhe tìm cơ hội khi bạn lơ là để quấy phá. Vì thế, dù có đạt được thành công, bạn cũng chớ nên chủ quan. Làm việc cũng hãy cẩn thận, khiêm tốn, để ý tới cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Xét về phương diện tài lộc. Theo tử vi của tuổi Giáp Thìn trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch, công việc phát triển thuận lợi, cũng kéo theo tình hình tài chính khả quan. Con giáp này có thể thu được khoản tiền kha khá, giúp cải thiện cuộc sống để dành tiết kiệm. Tam hợp nâng đỡ, người làm công ăn lương hoàn thành tốt công việc của mình có thể được thưởng nóng hoặc cất nhắc tăng lương. Với những người vừa tìm được việc làm, bạn kiếm được khoản lương đầu tiên trong công việc mới, việc đó đem lại cho bạn nhiều động lực để bạn cố gắng hơn, đồng thời giúp cuộc sống của bạn ít nhiều có cải thiện. Nếu có ý định mở rộng đầu tư kinh doanh, bạn cũng có thể xem xét thực hiện trong thời điểm này. Có điều, bạn cần xây dựng những kế hoạch phù hợp với sức của mình, không nên chạy theo xu thế, khiến cho tiền mất, tật mang, ảnh hưởng sức khỏe. Ngũ quỷ hung tinh soi chiếu đem tới ít nhiều tác động tiêu cực cho vận trình của bản mệnh, song bạn không cần quá lo lắng. Chỉ cần bạn làm việc cẩn thận thì không lo sợ bị tiểu nhân quấy phá, thậm chí bạn còn đoán được trước tình thế để chuẩn bị sẵn cách ứng phó. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Căn cứ tử vi 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch của 12 con giáp, người tuổi Giáp Thìn cũng có nhiều cơ hội đón tin vui trong chuyện tình cảm. Vào khoảng thời gian này, chỉ cần bạn mở lòng đón nhận thì ắt tìm được người ưng ý. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một khăng khít, thậm chí hai người có thể thấu hiểu nhau mà không cần phải nói ra thành lời. Người ấy chính là động lực để bạn đối diện với khó khăn, sẵn sàng thử thách bản thân trong những mục tiêu mới. Xét về phương diện sức khỏe. Nhìn chung trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch này, người tuổi Giáp Thìn không gặp phải vấn đề nào quá lớn trên phương diện sức khỏe. Đôi khi công việc vất vả có thể khiến bạn cảm thấy hơi mệt mỏi, song chỉ cần bạn nghỉ ngơi đúng lúc thì sẽ nhanh chóng phục hồi sức lực. Để có thể luôn khỏe mạnh và có tinh thần thực hiện quá các mục tiêu, bạn nên lưu ý chế độ ăn uống, cân bằng dinh dưỡng, lối sống khoa học, không nên làm việc quá sức, hạn chế tiệc tùng, đồng thời chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao. Xem đến đây, chắc hẳn quý khán giả đã nắm được cơ bản về vận trình của mình trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch rồi. Vậy 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch này, quý bản mệnh tuổi Bính trường hợp sinh năm 1964, cần làm gì? Để có thể nắm bắt vận may, đổi đời như ý, tất cả sẽ được Minh Đường Tử Vi chia sẻ qua những phần tiếp theo trong video ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, không để cho quý khán giả phải chờ đợi thêm nữa, Minh Đường Tử Vi xin mời quý khán giả cùng đi vào luận giải nội dung chi tiết vận trình tử vi
theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn 1964, sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức là tháng Giêng, là tiết Tân Xuân. Tuy rằng đất trời giao hòa, nhưng với tuổi Giáp Thìn là sinh không gặp thời, rồng không có chỗ bay lên. Có tài cầm binh khiển tướng, có ý chí lãnh đạo cao xa, nhưng không có đất dụng võ, làm việc gì cũng gặp phải khó khăn, có công làm lụng mà chẳng được hưởng thành quả về mình. Phúc vận từ tổ tông bạc bẽo, cha mẹ anh em không giúp đỡ được nhiều, phải tự mình độc lập tự cường, chịu nhiều vất vả mới làm nên sự nghiệp. Người này ôm trong mình hoài bão cao xa, có nhiều lý tưởng, cũng có tài năng hơn người, nhưng không tìm được cơ hội để thể hiện là mẫu người có tài, mà không có đất để dụng võ, không có người hỗ trợ, họ phải đơn thương độc mã gây dựng mọi thứ bằng chính hai bàn tay trắng, vì thế mà khó nên đại nghiệp. Sinh vào tháng này trong năm, dù là nam mệnh hay nữ mệnh, đều không đặt nặng vấn đề lập gia đình, đa phần đều kết hôn rất muộn. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn 1964, sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 theo lịch âm, rơi vào tiết Kinh Trập. Người này số phận may mắn, tài lộc hanh thông, sự nghiệp thành công vang dội. Người này có địa vị khá cao trong xã hội, được nhiều người kính nể và ngưỡng vọng. Người cầm tinh con rồng sinh tháng này trong năm, có tài trí hơn người, văn võ song toàn, có thể thăng tiến cao như rồng bay về trời. Họ tự tin vào bản thân mình, luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan, song đôi khi có phần cố chấp, không chịu nghe theo ý kiến bất cứ ai. Có điều, sự thành công là tấm huy chương, đảm bảo cho họ giành được lòng tin và ngưỡng mộ của người xung quanh. Sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng, cả đời vinh hoa phú quý, con cháu đầy đàn, là mẫu người danh lợi song toàn, đại phú đại quý. Người tuổi này có mệnh quý nhân, tài lộc dư dôi, có cơ may làm nên đại nghiệp, công thành danh toại, đức cao vọng trọng, địa vị cao sang, nhiều người kính nể, có quyền có thế. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn 1964, sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch theo lịch vạn niên, đất trời vào tiết Thanh Minh. Người này thông minh, nho nhã, là bậc kỳ tài, ý chí kiên cường, họ không dễ dàng khuất phục trước khó khăn. Công danh tiền tài như ý muốn, hoạn lộ hanh thông, luôn ở vị trí dẫn đầu, được nhiều người ngưỡng mộ. Tháng 3 âm lịch là tháng sinh của người cầm tinh con rồng. Đa tài, đa nghệ, trí dũng song toàn, ôm trong mình nhiều hoài bão lớn, tham vọng ý chí ngất trời, có khả năng quản lý và lãnh đạo rất tốt. Người này có thể gây dựng được vị trí của mình, từ trong khốn khó, giành được sự chú ý của đám đông, sự nghiệp được quý nhân nâng đỡ, nên vô cùng thuận lợi, bưu sự tất thành, công việc suôn sẻ, cơ hội thăng tiến đến không ngừng. Địa vị cũng theo đó mà lên cao mãi, thăng quan tiến chức, không phải chuyện gì quá xa xôi, đa phần người này đều làm nên nghiệp lớn, giang danh bốn bể. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn 1964, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 đúng vào tiết Lập Hạ, đây là người có ý chí cao xa, có ý nguyện dời non lấp bể, là bậc kỳ tài hiếm, có uy phong hiển hách. Chú rồng này có số mệnh nắm giữ dương quyền, thống soái thiên hạ, danh lợi song toàn. Người tuổi này có vận số cực kỳ tốt, công danh lợi lộc không thiếu thứ gì, được muôn người trọng vọng, kính nể. Họ là người có chí lớn, tài hoa, xuất sắc hơn người, có sức khỏe tốt, tinh lực dồi dào, tính cách cương trực, thẳng thắn, ghét sự xấu xa, giả dối. Nam mệnh phần lớn thích hợp theo nghiệp binh trường, có thể vì quốc gia mà hy sinh thân mình, làm nên nghiệp lớn. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn 1964, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch nằm trong tiết Mang Trùng. Người này chuyên làm việc lớn, tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, thẳng thắn, kiên cường, có thể vượt mọi khó khăn, tự mình tạo ra uy quyền cho mình, công danh sự nghiệp đủ đầy, thăng tiến ầm ầm, không gì cản nổi. Người tuổi này là bậc kỳ tài, họ có nhân duyên tốt, các mối quan hệ xã giao cực kỳ thuận lợi, giúp ích nhiều cho cả công việc và cuộc sống, là người có tài lãnh đạo, có thể thống soái vạn người. Tuy nhiên, tính tình có phần cổ quái, lại nóng nảy, dễ tức giận, độc đoán, chuyên quyền, luôn làm theo ý mình. Nếu không tu tâm dưỡng tính, thay đổi bản thân, thì con đường phía trước khó tránh khỏi trắc trở muộn phiền, số mệnh phú quý. Vận mệnh của người tuổi này, đường tài lộc hanh thông, tiền bạc trong nhà chất cao như núi, danh tiếng lẫy lừng khắp núi sông, là nhân tài cường cục quốc gia.
vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn 1964, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, người này cũng có tài năng, nhưng nếu sinh không đúng giờ cát lành thì cuộc đời dễ gặp phải nhiều điều trắc trở về sự nghiệp, tiền bạc, thiếu thốn, khó khăn bủa vây, như rồng mắc cạn, như hổ xuống đồng bằng. Người tuổi này sinh đúng khi tiết trời bắt đầu nóng bức, tài hoa hơn người, nhưng lại chẳng được may mắn, luôn lỡ mất cơ hội chạm tay vào thành công. Cha mẹ, anh em không giúp đỡ được nhiều, tuy học hành giỏi giang, thông minh, lanh lợi, nhưng lại chẳng được thần may mắn đái thương nếu đi theo con đường kinh doanh. Tài lộc bất ổn, khi thăng khi trầm, lên xuống bất định, tuy không lo chuyện cơm áo, nhưng sự nghiệp khó bề phát triển, kể cả có thăng tiến thì cũng không giữ được phong độ lâu dài. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn 1964, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch là tiết lập thu, người này thông minh, đỉnh ngộ, chu toàn, dũng khí hơn người, biết lượng sức mình, tiến thoái có chừng mực, bất cứ chuyện gì người này cũng đều cẩn trọng, nên kẻ tiểu nhân không có cơ hội để hãm hại. Người tuổi này cuộc đời hạnh phúc, thành công, tài đức song hành, trí tuệ hơn người, họ may mắn được anh em, bạn bè giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều, cũng là người dưỡng dẫn quý nhân, đường sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, chỉ cần đề ra mục tiêu là nhất định sẽ đạt được. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn 1964, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết Bạch Lộ, người sinh tháng này cầm tinh con rồng, là nhân trung học, khí chất nho nhã, phong lưu, thích giao du bạn bè, kết bạn bốn phương. Người này tư chất hơn người, vẻ ngoài nho nhã, điềm tĩnh, có sức hút rất lớn với người khác phái, họ có tài năng xuất chúng, tính tình hiền hòa, cư xử có chừng có mực, được nhiều người yêu mến và kính nể, họ thích gần gũi với thiên nhiên, đam mê xê dịch, yêu du lịch, chí hướng cao xa, tham vọng to lớn. Bản thân người này có thể nhờ học hành mà ghi danh bản vàng, thành danh rực rỡ, có lộc về đường quan chức, được quý nhân tương trợ, nên những chú rồng này gặp hung quá cát, dù làm chuyện gì cũng đều có thể thành công, tài lộc ầm ầm kéo tới, cả đời được hưởng phúc lộc, bình an tự nhiên mà có. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn 1964, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết Hàn Lộ, người này tính tình điềm đạm, chín chắn, tâm địa thiện lương, trung thực, thật thà, cũng là người trọng chính nghĩa, sẵn sàng xả thân vì việc lớn. Họ có tâm tạo phúc, nên được hưởng phúc dày, vạn sự như ý, cát khánh bình an. Đây là người ôn hòa, nho nhã, hiền lành, đôn hậu, tuy nhiên cũng có lúc có phần cố chấp, ngang ngạnh, song vẫn kiểm soát được bản thân, khí chất bộc lộ ra ngoài, thể hiện tài trí hơn người, khiến những kẻ xung quanh đều phải kinh ngạc. Họ dũng cảm đối đầu với khó khăn, không lùi bước trước trở ngại, lại được quý nhân giúp đỡ khá nhiều, nên nhiều phần suôn sẻ. Dù có thất bại, nhưng họ cũng không lùi bước, mà kiên trì nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ, nên tài lộc đủ đầy, hạnh phúc ngập tràn. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn 1964, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết Lập Đông, người này không cần phải vất vả quá nhiều, tài năng làm nên vẫn có được thành công. Tuy nhiên, ý chí người này không cao, sợ khó, sợ khổ, sợ thất bại, nên không chịu dấn thân tiến bước, cuộc đời an phận thủ thường, không màng danh lợi, không cần sự nghiệp cao xa, không thèm chức cao vọng trọng. Người tuổi này là điển hình của mẫu người thích những gì an toàn và ổn định, họ tin vào ông trời sắp đặt, chấp nhận số phận dành cho mình, được những điều gì thì yêu lấy điều đó, không giành giật, cũng không ganh tị với ai. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn 1964, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trời vào tiết Đại Tuyết, băng tuyết lấp đường, chẳng còn lối đi, tứ phía bủa vây, toàn chướng ngại, người này thiếu sự quyết đoán, nếu có thất bại thì cũng khó lòng vực dậy tinh thần, mặc dù có tham vọng nhưng lại chưa thực hiện được, làm lụng vất vả mà không có được thành công, không được hưởng thành quả. Người này có tài hoa xuất chúng, ôm nhiều lý tưởng và hoài bão, song cuộc đời thiếu may mắn, không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân mình. Khi có cơ hội không phải không biết nắm bắt, mà sao có kẻ xấu rình rập, hãm hại, làm lỡ mất thời cơ, nên đành ôm hận. Họ là người quảng giao, có nhiều bạn bè, sống có kế hoạch, làm gì cũng theo sắp đặt trước. Họ quan niệm rằng chỉ có như vậy mới có thể thành công, song với họ, chỉ kế hoạch không dẫn chưa phải là mấu chốt. Để giải quyết vấn đề
mà bản thân họ phải rèn luyện ý chí cho mình kiên cường, dám đương đầu với thử thách, dám nghĩ, dám làm, có vậy thì thành công tất sẽ tới ngay. Vận mệnh của người tuổi Giáp Thìn 1964, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch, tức tháng Chạp, trùng với tiết Tiểu Hàn, người tuổi Giáp Thìn sinh vào tháng này, phải chịu nhiều khó khăn, vất vả, song mãi mà không có được thành công. Tuy tài năng chẳng kém ai, nhưng sinh không gặp thời, tâm cao hơn trời, nhưng mệnh mỏng, phúc mỏng, không được như ý muốn, không được anh em, bạn bè giúp đỡ, cũng chẳng được quý nhân tương trợ, sự nghiệp bước đầu khởi động chậm chạp, cũng không thu hoạch được gì nhiều. Người này nên giữ cho mình ý chí kiên cường, không dễ dàng sụp đổ trước khó khăn, năng kết giao với những người tài năng, sống khiêm nhường và ham học hỏi, có thế, sự nghiệp mới có cơ may thành công. Quý vị và các bạn thân mến, hành động quyết định vận mệnh con người, sướng khổ hạnh phúc bất hạnh giàu nghèo đều do chính chúng ta quyết định. Sống an nhiên đời chẳng buồn phiền, sau đây là lời Phật dạy về cuộc sống an nhiên. An nhiên là trạng thái cơ thể thư thái không ưu phiền, tự do tự tại, cuộc sống được diễn ra êm đềm không vướng mắc chuyện thế giới, tâm tính con người sẽ biến đổi theo hoàn cảnh, gặp thuận lợi lòng hân hoan vui sướng, gặp trái tay gai mắt tâm trạng dễ bực dọc nhẹ, thì giữ trong lòng nặng thì buông lời oán trách cay nghiệt. Nhu cầu và tham vọng của con người cũng thay đổi không ngừng, khi nhu cầu này được thỏa mãn thì sẽ sinh ra nhu cầu kia, vì vậy mới có câu lòng tham không đáy. Những người bị cuốn vào ma mảnh của đồng tiền, danh vọng, khó lòng mà thoát ra được. Nếu không tu thân, bình tâm trước cuộc đời này, họ có thể sẵn sàng tạo nghiệp gieo nhân ác, chỉ để thỏa mãn dục vọng, tiền tài. Theo lời Đức Phật, thì nếu thành công quá dễ dàng, chúng ta thường kiêu căng tự phụ. Có khó khăn, hoạn nạn, thì ý chí ta mới được rèn luyện, bản thân mới trưởng thành. Cũng giống với đường tăng đang đi thỉnh kinh vậy, phải vượt qua 81 kiếp nạn, bao ải gian khó, có thể mất tính mạng, thì mới có ngày được chân kinh tu thành chính quả. Vật chất tiền bạc cũng chỉ là vật ngoài thân, chỉ là phương tiện sống. Đừng để tính tham sân si khiến ta lao vào dòng xoáy cuộc đời không thoát ra được, để rồi đi gần hết cuộc đời ta mới ngộ ra sống mà chỉ như tồn tại. Muốn bình yên thì bạn cần biết đủ. Khi bạn cảm thấy quá mệt mỏi hay căng thẳng thì đừng cố làm hay suy nghĩ gì nữa. Hãy ngồi xuống quán chiếu hơi thở, thiết lập sự bình an để phục hồi năng lượng cho cơ thể và tâm hồn bạn nhé. Trong cuộc sống, đôi khi bạn không biết trân trọng những gì mình đang có, nên bạn không thể sống vui là vì vậy. Bạn có mắt, nhưng bạn lại luôn nhìn mọi người không thân thiện và cảnh vật u sầu, trong khi người mù họ chỉ ước ao để được nhìn. Bạn có miệng, nhưng bạn lại luôn dùng nó để chửi người khác, trong khi người câm, họ chỉ ước ao làm sao để nói được những lời yêu thương với những người họ yêu. Bạn có tai, nhưng bạn lại không muốn nghe những lời hay ý đẹp, trong khi người điếc, họ chỉ ước ao để được nghe và hiểu được mọi người nói. Bạn có tiền, nhưng bạn lại xài phung phí, trong khi người nghèo họ chỉ ước ao có được một chén cơm. Bạn có người yêu, nhưng bạn lại đòi hỏi đủ điều, trong khi người cô đơn họ chỉ ước ao có được một người để yêu thương. Bạn có thời gian, nhưng bạn lại không biết dùng nó, trong khi người đang hấp hối, họ chỉ ước ao để làm sao cho thời gian đi chậm lại. Bạn đang có tất cả, nhưng bạn lại chán nản, trong khi người đang khổ cực, họ chỉ ước ao có được một phần nhỏ may mắn của bạn thôi, là họ cũng vui rồi. Vậy thì làm sao mà bạn có thể sống vui nếu bạn không biết trân trọng cuộc sống? Đừng than vãn rằng tại sao cuộc đời tôi cứ gặp bất chắc. Đôi khi những bất hạnh của bạn không bằng một hạt cát của người khác. Vì vậy cách sống vui là phải biết trân trọng và tận hưởng những gì mình đang có. Đừng tham lam và xem thường, nếu không thì bạn sẽ mãi mãi khổ vì những đòi hỏi quá mức của bạn. Dân, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.